Ôi rồi ôi, chuồn chuồn Odonata là một bộ côn trùng với khoảng 4.500 loài hiện được biết tới, chia thành hai nhóm lớn, chuồn chuồn Ngô Anisoptera và chuồn chuồn Kim Zygoptera. Khác nhau chủ yếu ở tư thế của cánh khi đậu và hình dạng của ấu trùng, chuồn chuồn thuộc lớp sâu bọ của ngành chân khớp. Chuồn chuồn có đầu tròn và khá lớn so với thân, được bao phủ phần lớn bởi hai mắt kép lớn hai bên, các cặp chân có thể bắt mồi dễ dàng trong khi bay. Hai cánh hai bên giống nhau, dài, mỏng và gần như trong suốt và cử động độc lập nhau. Hệ gân cánh rất dày, nhiều gân gạch ngang chằng chịt, phức tạp. Cuối bờ trước của cánh thường có mắt cánh, là bộ phận điều chỉnh triệt tiêu rung động cơ học đảm bảo cho cánh vững chắc. Phần thân bụng dài, cơ quan miệng kiểu nghiền, chân mảnh hướng về trước. Râu nhỏ, có hai đốt và một lông nhỏ dài phân đốt. Chuồn chuồn là côn trùng biến thái hoàn toàn. Ấu trùng chuồn chuồn sống trong nước và có tên là con cơm nguội, còn gọi là con mày mày. Khi trưởng thành thì sống trên cạn. Do vậy, người ta thường thấy các con chuồn chuồn trưởng thành sống gần các đầm hay ao hồ. Tuy nhiên cũng có nhiều loài sống cách xa môi trường nước. Tục ngữ Việt Nam có câu: tháng 7 heo may, chuồn chuồn bay thì bão. Chuồn chuồn bay thấp thời mưa, bay cao thời nắng, bay vừa thời dâm. Đồng dao Việt Nam cũng có câu: chuồn chuồn cắn rốn, 4 ngày biết bơi, với niềm tin rằng nếu ai đó bắt chuồn cho cắn rốn thì có thể biết bơi. Bắt chuồn là một thú vui của trẻ em ở khu vực nông thôn Việt Nam vào những ngày hè. Với các câu đồng dao như: chuồn chuồn có cánh thì bay, có thằng cu tí thò tay bắt chuồn. Tặng thêm anh em một bài nhé: nhác trông thấy núi bên kia, có hòn đá tảng có bia lưu truyền. Nhác trông anh khóa có duyên, má lúm đồng tiền, da trắng phau phau. Nhác trông anh khóa có màu, răng đen nhưng nhức như màu hạt dưa. Hỏi rằng anh vợ con chưa, thấy anh ăn nói gió đưa ngọt ngào. Thấy anh cầm gióng mía con dao, mía ngon, dao bén, tiện nào tiện hơn. Chuồn chuồn mắc búi tơ vương, đã chót gian díu thì thương nhau cùng.